Chào mừng nha, đến với kênh Nguyễn Chí Đạt. Hôm nay cái hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em ba cái mã máy mới của hãng DSA nha. Trong đó có hai cái mã máy thổi và một cái mã máy cưa xích dùng pin hết nha anh em. Bên cạnh đó thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em về những cái mẫu combo của hãng Total. Giá rất là hấp dẫn luôn nha, combo còn rất là ít, không còn nhiều luôn. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em trong cái tháng 5 này ha. Anh em nào có nhu cầu về mua như nào thì có thể liên hệ mua. Đầu tiên thì về những dòng máy mới của hãng DSA trước nha anh em. DSA kỳ này thì nó sẽ về chúng ta là dòng máy thổi nha. Bộ này thì nó gồm là có pin luôn, có mã là ADQF20091 đó. Đây là cái dòng máy thổi dùng động cơ không chỗ than, lưu lượng là 8,4 mét khối anh em ha, khá là mạnh luôn. Rồi giá là 3.140.000 nha. Cái dòng này là có pin có sạc, để mình coi mấy pin mới sạc. Một viên một cục sạc nè, cục sạc 2A và một viên pin nha anh em. Nó sẽ cho một viên pin 4A. Rồi đây là một cái máy thổi. Wow, máy thổi đẹp quá anh em ơi. Đây, đây là cái dòng máy thổi của DSA nè anh em. Nó được thiết kế thì cũng rất là đẹp ha, hầm hố luôn á. Ở trong đây thì nó sẽ là một cái cánh đây thoáng ở đây để nó hút gió vô nha, hút gió vào trong đây, làm cái chân để nè. Đó, cái chân để luôn nè, đẹp ghê không. Rồi động cơ không có than nha, cánh quạt thì nó nằm ở trên đây, cánh quạt nằm ở đây, cái motor nằm ở đây. Do vậy thì cái bao nhiêu lượng gió nó hút vào nó làm mát cái motor trước rồi nó mới thổi ra ngoài ha. Ok luôn. Cái dòng này thì cái tốc độ nó từ 5.000 đến 21.500 đó, tốc độ nó đó. Còn về cái mắc của nó luôn á là 45 mét trên giây đó. Ok ha. Rồi bây giờ sẽ cắm pin thử cho anh em coi nha. Đó. Chắc con này công tắc cho đây. Có chỉnh tốc không? Hôm nay mình không có chỉnh tốc ta. Rồi, gắn cái đầu vô nè. Cái dòng này đúng là thổi lá luôn nha. Gài lại nè. Đó, anh em xoay lại cái thì nó ngay khớp nè, nha, ngay khớp. Ống nó như đây. Đó, khá là dài ha. To. Rồi, pin đây, pin nằm chỗ này. Ok. Cái này nó không có chỉnh đốc, nó sẽ có hai cái đốc. Ví dụ anh em bóp này nè, đó, bóp này không á là nó chạy ở đây là ghi là 5.000 nha, 5.000. Còn khi mà chúng ta bóp thêm cái này nè, turbo nè, turbo là nó tăng cái lượng mạnh hơn nữa đó anh em, thì nó sẽ mạnh hơn nữa là nó lên tới 21.500. anh em xem motor quay này nha. Rồi mới đổi thường này nè, turbo nè, đó, thả ra nè. Ok. Rồi, mạnh quá. Đó anh em, đó là về cái máy này ha. Đó, anh em thấy xem đẹp ha, động cơ không chỗ than. Một máy một pin một sạc, giá là 3.140.000. Nha, 3.140.000. Còn anh em nào mà chúng ta có pin có sạc rồi, mua cái thân không, ok. 2.090.000. Đây anh em, đây là cái thân không nè. Đây. À, thân không đây. Tiếp sách. Đó, y chang con cái này luôn. Khác nhau chỗ là không có pin thôi. 2.090.000 là chúng ta chỉ có cái thân máy không thôi. Nha, nó rút gọn lại nè. Không có pin không sạc hết nha. Đó, y chang. Rồi. Anh em nào muốn mua cái thân không thì 2.090.000 nha. Đó, cái thân không như này đây. Nha, y chang thôi, không có gì khác hết anh em ơi. Khác nhau chỗ có pin có sạc không thôi nha. Đó. Hai máy. Một cái thì bộ, một cái là thân nha. Thì tùy anh em đang có nhu cầu về dòng nào thì mình có thể liên hệ mua. Thân không thì nó đựng rất là đơn giản anh em ha, dụng thùng như vậy thôi. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu về dòng này thì mình liên hệ nha. Bây giờ mình sẽ đo cho anh em coi chiều dài đường ống bao nhiêu nha. Cái chiều dài từ ở trên luôn nè, nó xuống tới ở dưới cái đít luôn nè, nó lên tới là 76 nha anh em, 76 đó. Còn nếu mà tính đường ống này không nè, đường ống ở đây là 40 nha. Cái lỗ ống là lỗ ống này là 65 63 nha anh em ơi, 63 đó. Bây giờ thằng lòn như vậy đó nha, rất là mạnh. Nó không có chỉnh tốc nhưng mà nó sẽ có thêm cái nút turbo giúp chúng ta đẩy mạnh thêm. Một máy một pin một sạc thì mình tính anh em nó cũng vậy thôi à.
ví dụ như anh em mà không có pin cái sạc nên cộng vô thì cũng giá đó là nó không có gì khác đâu. Đang đã có pin có sạc rồi thôi, còn chưa có thì mình mua thêm nha. Chứ giữa không có pin sạc thì nó cũng vậy thôi, nó chỉ khác nhau là thêm chút xíu là tiền pin vô thôi nha, nó chỉ sale thêm chút xíu về tiền cái pin vô vô thôi chứ không có gì đâu. Pin sạc cục pin không đó là 800 mấy, cục sạc đó là 200 mấy, anh em cộng cũng đã là hơn 1 triệu rồi nha. Thì khi mà anh em cộng cái kia vô thì mình thấy nó cũng vậy thôi. Anh em đã có pin có sạc rồi thì chúng ta sẽ mua cái thân máy nha, còn anh em nào mà chưa có gì hết thì chúng ta mua nguyên bộ. Rồi ok, anh em gì còn mua thì liên hệ nha. Cái qua con này con bỏ vô nó hơi bị vướng vậy khó chịu ha. Rồi qua đây đi. Tiếp tiếp, đây là cái máy cưa xích nha anh em, dùng pin đó, động cơ không vỏ than luôn, này là chỉ có cái thân máy không thôi nha, giá là 2,2 triệu, thân máy không thôi. Đây, wow, trang bị thì nó cũng đơn giản thôi anh em ơi, cũng có cái lam xích nè, cái lam này chắc 12 inch ha, đó, lam 12 inch, rồi và cái cưa, rồi cái sợi dây xích, rồi giờ chúng ta tự ráp vô nha, nó không có ráp sẵn, rồi cái thớt nó xài thôi, một viên pin, nha, có cái móc đeo, anh em động cơ không chỗ than, có đồ bơm dầu. À, chỉnh nằm ở đây nha, chỉnh làm nằm ở đây, on off nằm ở đây, và nút cài nữa, nó nút máy nút khóa lực bóp lên nè, kéo lại nè, cài cái chế độ này nè thì nó mới chạy được nha, nó mấy mấy chế độ luôn chứ bình thường chúng ta không có, bình thường không có chạy được đâu. Mượn như pin thì gắn thử đi anh em ha. Đây mở nè, bóp nè, khóa nè nha, bình thường nè chúng ta mở nè, mở này nè, bóp nè, rồi gài vô nó mới chạy nè, đó nó mới chạy nha. Ok anh em nhớ với gài này vô nha, gài này vô xong chúng ta mở khóa thì nó mới chạy đó. Vậy thôi. Ngon lành, độ 101 decibel nha. Về cái thông số của con này anh em, 20V, 250 255 mm, tốc độ của nó là 10 m/s, nó ghi là 10 m/s, còn ghi thêm 90 ml là gì ta chưa hiểu lắm nha. Thì anh em cứ gắn làm xích vô chúng ta cưa thôi, nhà ai có pin có sạc rồi chúng ta mua thêm cái thân nó xài ha. Rồi nhắc lại về cái thân, giá 2,2 triệu nha nè, cái thân máy nè 2,2 triệu, ok luôn ha, khá là đẹp. Có thêm dầu nằm ở đây nha, đó bình dầu nè, chúng ta bỏ dầu vào trong đây, dầu dầu máy may này chứ không phải nhớt nha, này bỏ nhớt không chạy nữa đâu đó. Ok, rồi có cái độ min max nằm ở đây, dầu hay là dùng để chỉnh chỉnh làm xích nè, xe tới xe lùi ha. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha, 2,2 triệu cho một cái bộ này đó. Rồi một cái lam. Đó, cái làm như cái nó chụp làm một bộ sợi xích, giờ vậy thôi anh em ơi, về ráp vô nó xài thôi nha. Đây mình không có ráp. Ok, 2,2 triệu cho bộ này nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua những cái bộ combo hấp dẫn của hãng Total nha anh em, chờ xíu. Đây một bộ nè, hai bộ nè, rồi bên đây bộ nữa nè. Đó. Mấy combo này vừa rồi là nằm trong cái tháng 4 anh em mình ôm được một ít á, thì vẫn còn ha, thì anh em đang có nhu cầu nào có thể ghé anh mua nha, vẫn để giá cũ cho anh em thôi. Thì này giá combo này giá hấp dẫn cực kỳ luôn rồi nha. Ví dụ bộ này nè, bộ này 5 cái dụng cụ dùng 5 dụng cụ anh em á, trong ngành điện á, nó gồm bút thử điện, dò điện nè, cách điện và dò điện, đo dòng nè, rồi đồng hồ điện tử nè nha, dòng dòng thông minh, dòng smart ha, rồi đo nhiệt độ, nhiệt độ từ 450 âm 50 độ C 450 độ C, giá có 880.000 bộ này thôi, quá trời rẻ luôn, 880.000 nha anh em bộ này. Đó.
Nồi cái này không là hơn 400 rồi nha, cái này nó có giò. Cái sao anh em thấy đúng không? Anh em dò được cái dây nóng dây nguội luôn. Dây nóng thì cái dây nguội thì nó không có kêu. Cái này cũng vậy, đo vo được luôn. Đồng hồ điện nè anh em. Này ở ngoài ở ngoài chưa có bán lẻ nha. Nằm trong bộ thôi. Đo nhiệt độ, đo dòng. À, đồng hồ điện tử. Một bộ như thế này mà giá chỉ có 880 ngàn thôi, rất là rẻ. Bình thường cái này anh em mua đã khoảng là hơn 300 ngàn rồi. Cái này cũng đã khoảng gần 300 rồi. Cái này cũng là 200 mấy 300 rồi. Cái này 100 mấy, cái này 400 mấy rồi. Anh em gom là anh em giảm hơi bị nhiều đó. Nha. Tính là giảm khoảng hơn 50% luôn đó nè nha. Đó chúng ta mua bộ này. Bộ này mình đã có review 2 3 lần rồi nha. Chi tiết từng cái luôn, anh em hãy xem là video cũ. 880 ngàn trong bộ này nha anh em ha. Rất là đẹp nha. Anh em nào ngành điện gia đình dân dụng hoặc này nọ, thợ thầy cũng có thể xài được. Rồi, 880 ngàn một bộ. Kế tiếp một cái bộ thứ hai giá cũng rẻ không hề kém. Một bộ máy khoan 3 chức năng. Một máy 2 pin 1 sạc. Giá của nó là 1.030.000. Kèm hai cái hộp này. Trời ơi, hai hộp này nó mới đã mắc tiền nè mấy anh em ơi. Hai cái hộp này, nó gồm những cái gì? Pin máy là máy khoan 3 chức năng nha. Rồi, hộp thứ nhất nè. Hộp thứ nhất là nó rất là nhiều cái mũi khoan nằm trong đây. À, nó rớt ra rồi, nằm đây nè. À, anh em ơi. 16 cái mũi khoan hết nha. 16 cái mũi khoan hết. Nó gồm khoan gỗ 1 2 3 4 5 mũi khoan gỗ nè, 2 4 5 mũi khoan tường nè, 2 4 6 mũi khoan sắt. Một hộp này thì bình thường giá nó tầm khoảng cỡ 160-170 gì anh em. Nha, một hộp này 160-170 gì đó. Khoảng đó, nhưng mà cái kia nó không có hộp gì đâu. À, cái này nó có thêm hộp đựng nè. Đó, này nó gài lại nè. Xài bao nhiêu bỏ ở đây luôn, không có mất mát gì luôn. Cần gì lấy ra xài. Ok nha. Một hộp mũi khoan 16 mũi. Đó là cái thứ nhất. Cái sản phẩm thứ hai nữa là rất là hấp dẫn. Một hộp mũi vít. Rất là nhiều luôn. Đây. Trời ơi, một hộp này anh em xài cái gì cũng có nè. BH nè, BZ nè, dẹp nè, bông nè, rồi ngắn dài lục giác vậy nè. À, bông nè, rồi những cái đầu khẩu nè ha. Rồi đây mũi khoan sắt đây có nè, rồi cái dài cái ngắn nè anh em. Nguyên một cái dải này nó gồm là 2 4 6 8 2 4 6 8 6 8 8 2 4 6 8 2 4 5 1 2 3 4 5. Này là 40 cái đầu, cộng này nữa là 2 4 45 chi tiết nha. Hộp này 45 chi tiết. Quá trời luôn. Hộp này anh em mua bèo bèo gì cũng phải là ngoài 300 ngàn chứ đâu có rẻ. Ok ha. Đó. Rồi, ship lại. Xả gì lấy ra gà vô ngay chốc. Và hai viên pin 12V 1.5A, một cái máy khoan 3 chức năng. Khoan bắn vít và khoan búa nha, nó có 3 chức năng nha. Mà giá chỉ có 1.030.000 thôi. Nha. Đó, đầu kẹp 10 ly nha, động cơ có than. Có búa nè. À, khoan nè, bắn vít nè, khoan búa nè. 18 cấp trượt anh em ha. Đó. Số 2. Đó. Ok ha, dùng để trượt. Dùng để khoan, có khoan búa thì chúng ta khoan tường nọ được anh em. Nha. Tốc con này là 1.400.500, giá có 1.030.000 thôi. Quá trời rẻ luôn, bộ này gần hết rồi nha anh em. Rồi. 1.030.000 cho bộ này anh em ơi. Và cái bộ sắp tới mình giới thiệu anh em còn rẻ ác nữa nè. Đây. Mình chơi bộ lớn rồi đi. Một cái bộ lớn này nè anh em ơi. Nó gồm là một cái máy thổi nè. Rồi đây, thấy không? Này, một cái máy thổi nè. Một máy cắt cỏ nè. À, hai viên pin 2A nè, một cục sạc. Mà giá chỉ có 1.580.000 thôi. Quá rẻ luôn. Nha. Quá rẻ luôn anh em. Bởi vì con máy thổi hai pin không nó đã đủ tiền rồi. Con này nó cho thêm máy cắt cỏ nữa. Đây nè, hai viên pin nè nha. Cho hai viên pin. Rồi một cục sạc. Đó, hai pin 2A một cục sạc nha. Một con máy thổi. Thổi to đụng luôn nữa nè, dài thằng lòn luôn. Anh thấy không? Đây. Máy thổi này to tổ chảng luôn. Thổi xài một pin thôi nha. Đó. Chưa hết đâu, bên hông nè, đây nè. Còn một máy cắt cỏ đó nè. Đây. Máy cắt cỏ anh em ơi. Thấy chưa? Có đầy đủ phụ kiện nha, có mâm cắt nè. Rồi có tay cầm nè. Nha, tay cầm là đầy đủ nè. Rồi hết rồi.
đó, một bộ như thế này đây, mà giá chỉ có 1.580.000 thôi, quá trời rẻ. Bộ này hôm nay bán cũng còn có ít, cái bộ này còn có mấy bộ hàng nha anh em, ít lắm, tại vì mình qua tháng 5 rồi, chương trình nằm tháng 4 đó, thì ở đây mình giới thiệu lại cho anh em thôi, nào còn thì anh em liên hệ mua nào hết thôi nha. Đó, 1.580.000 thôi. Máy thổi này mình nói thật sự anh em, nó mạnh cực kỳ luôn. Đây, gắn vô đó. Máy thổi này thì nó sẽ không có, nó không có điều tốc nha anh em. Khớp nối thì có 2-3 khớp luôn, anh em có thể gắn cái khớp này nè, khớp này nha, xoay qua tháo ra nè. Đó, máy như này đây. Ok ha, rất là mạnh. Cánh quạt của nó là thiết kế nằm ở chỗ này nè anh em, gió nó hút vô đây, nó làm mát cái motor. Đó, nguyên cái đầu hút lớn cực kỳ ghê không, thế là dựng đứng được luôn nè, chúng ta đựng dựng gì được luôn nè nha, thổi nó được luôn. Mà giá chỉ có 1.580.000 trong bộ thôi. Nó hai viên pin anh em mua đã là 2 viên pin một cục sạc không á, đã là 900.000 rồi, khoảng 900, hơn 900 rồi nha. Một viên pin này là 300 mấy hay 600 mấy, cái cục sạc 200 mấy khoảng 900.000 anh em nha, 990 mấy vậy đó. Mà trong khi đó bây giờ anh em mà mua nguyên bộ này giá chỉ có 1.580.000 thôi. Như là cái nổi cái máy thổi này không đã hơn 1 triệu rồi, cái thân đó nha, thân máy thổi không hơn 1 triệu rồi à, còn thêm cái máy cắt cỏ nè, cỏ này hay nha, chúng ta có thể bóp vô xoay vòng vòng được nè, đó xoay đây được nè, anh em bóp xoay qua bóp lại xoay lại nè nha, kéo ra nè, kéo ra khóa lại nha, có thể kéo ra là dài ra nè, rồi chúng ta khóa chốt lại nè à, hoặc không ta rút lại đó, tùy chúng ta tay dài tay ngắn cầm sao thuận tiện là được rồi. Ok nha, 1.580.000. À, bộ này mình bỏ qua đi chút xíu, mình ráp vô nha. Còn một bộ cuối cùng giới thiệu cho nó hết luôn. Đây, bộ này. Lúc trước những anh em là mua cái bộ này nè, giá là 1.960.000. Nhưng bộ này hãng nó bán tới 2030 lần, nhưng trong trình này mình vẫn để 1960. 1960 tặng anh em một cái máy xay nha, một máy xay thịt. Xây độ nếu muốn xây gì em xây. Đây là cái máy mà tốc độ quay 1900, lực xoắn của nó là tới 55 N, khá là khỏe nha. Động cơ có thang. Bình thường anh em mua là một máy 2 pin một sạc là 1.960. Đó. Ba chức năng nha anh em. Thì hôm nay mình vẫn để 1960 luôn mà tặng thêm cái máy. Đó. Đây. Là anh em lời rồi đó. À, bình thường anh em lời cái máy đó. Lời cái máy xây 2 viên pin nè, một cục sạc, một cái hộp đồ nghề, không có cái túi nha. Đây, và cái máy, máy ba chức năng, khoan móng vít và khoan búa ha, tốc độ khá là nhanh đó. Con này là động cơ có thang, tốc quay tới 1900 lần, lực xoắn 55 N nha anh em. Mà khoan móng vít này nọ, anh em xài con này là cũng ngon, rất là ngon rồi, khỏe lắm anh em ơi. Đầu kẹp 13 ly ha, đó kẹp 13 ly 23 cấp trượt, dùng móng vít là một cấp khoan và một cấp khoan búa đó. Và trong cái chương trình này anh em mua là sẽ được tặng tặng một cái máy xay này của hãng nó chạy nha. Đây, máy xay nè, xay thịt. Đây, anh em muốn xay gì anh em xay nha. Rồi đây nè, mua về mình rửa rau sạch sẽ ha, rồi mình đi xay thực phẩm, xay hành, xay tiêu, xay đỏ gì đó, anh em ráp vô lóc cái, ok. Cầm hai tay, bóp nút khóa nè, bóp nè. Rồi, bóp nút khóa đây ha, rồi bóp nè. Tóc chậm nè, bóp tới trên cái ngón trên là nhanh nè, bóp ngón trên là nhanh nè, dưới chậm nè, trên nhanh nè anh em ha. Đây, cái này thì nó làm chắc thép không rỉ inox anh em, làm trong thực phẩm được anh em, ấn là xay thịt xay gì đó anh em xay được ha. Ok đó. Tặng free luôn nha anh em, 1.960 là anh mua cái máy, bình thường anh em mua là không có tặng nha, trong trình anh em mua là tặng free cái chương trình này luôn, số lượng còn khoảng cỡ 3-4 bộ vậy nè nha, tặng ri luôn. Giờ chúng ta vệ sinh sạch sẽ, tháo đầu ra vệ sinh được. Giá không đổi nha, giá không đổi. Đó. Đây là Super Select Combo nè, combo giá tốt anh em ơi. Một máy 2 pin một sạc. Rồi ok nha, đó là về mấy bộ của hãng Toto. Thì anh em nếu mua cầu bộ nào thì liên hệ bộ đó. Thì những cái chương trình này bên hãng nó đã hết rồi, do bên mình là trong tháng 4 á, mình vẫn lấy về ôm anh em nên vẫn còn, thì cũng còn số lượng ít, anh em mà nhu cầu nào cứ liên hệ nha.
giá tại cửa hàng Chu Bô gồm với ship nha anh em. Rồi cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.